Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà nhìn ở phía trên tầng 5. Ngọc Ánh đang đứng ở đây thì nhìn ra cái khu đô thị Đô Nghĩa, nó chỉ cách khoảng tầm 50m thôi mọi người ạ. Đây là phía tầng 5 của ngôi nhà và hôm nay Ngọc Ánh sẽ review khác hoàn toàn với những cái video khác nha mọi người. Ngọc Ánh sẽ review từ tầng 5 xuống tầng 1 cho mọi người. Với cái căn nhà này thì diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mặt tiền của ngôi nhà 4m5, mặt hậu 4m5 và chiều dài của ngôi nhà là 6m8 mọi người ơi. Với căn nhà được thiết kế và xây dựng hoàn toàn là độc lập. Nó đây, mọi người có thể nhìn thấy luôn một chiếc xe buýt đang đi ở đây. Nếu được đứng từ đây và nhìn xuống nó chỉ khoảng tầm 50m thôi. Giao thông đi lại rất là thuận tiện, được xây dựng duy nhất một căn. Và cái căn này thì nó nằm ở trên mặt ngõ thông. Cả ngõ thông đây là ngõ thông xe máy đi được thôi mọi người ạ, chứ còn ô tô thì không đi được. Với căn nhà này thì ô tô cách nhà nó khoảng tầm 100m, giao thông đi lại cũng khá là thuận tiện. Và đây là phía tầng 5 của ngôi nhà là phần sân phơi mọi người ạ. Đây, đó, có cửa hướng ra phía bên ngoài. Và với cái tầng 5 thì thiết kế như sau. Ở đây là chủ đầu tư thiết kế cho mình một cái khu phòng thờ mọi người ạ. Nhỏ nhắn nhưng mà cũng khá là hợp lý nha mọi người. Đây ạ, phần phòng thờ có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài này. Ở tầng 5 này có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người một chút về cái vị trí của cái căn nhà. Vị trí của căn nhà này đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa thì nó khoảng tầm nếu như mà tính về đường xe máy ấy, mọi người ạ, thì nó sẽ khoảng tầm 200m. Còn nếu như mà tính từ đây mà nhìn lên thì nhìn nó rất là gần. Và với cái căn nhà này thì xung quanh rất là đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Với cái thiết kế của ngôi nhà thì 5 tầng khá là hợp lý. Và từ vị trí này đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa, đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn, ra tới trường Đại học Phenica, nó rất là gần nha mọi người. Gần với vị trí căn nhà này là có trường Đại học Phenica, gần với lại bến xe Yên Nghĩa. Nói chung phạm vi bán kính 2,5km quay đầu là quý vị có đầy đủ những cái tiện ích như mình mong muốn. Quý vị nào đang đi làm ở cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài hoặc làm ở từ cái khu vực Thanh Xuân đổ xuống thì cái căn nhà này khá là hợp lý để mọi người có thể cân nhắc nha. Tiếp theo, mời mọi người theo em xuống phía dưới tầng 3, 4, 2 của ngôi nhà xem ngôi nhà thiết kế ra sao. Đây là phía tầng 4 của ngôi nhà mọi người ạ. Riêng phía tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Một cái phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc. Ai hợp với hướng Tây Bắc thì có thể cân nhắc. Còn ai mà không hợp thì khẳng định luôn là mọi người sẽ chia sẻ là ôi cái hướng Tây Bắc này nó nóng lắm. Thì đúng thật mà mọi người. Nhưng mà vẫn có những quý khách hàng chỉ hợp được với hướng Tây Bắc thôi. Đó, diện tích phòng rất rộng. Bởi vì cái căn nhà này mặt tiền của nó là 4m5. Cho nên là nhìn cái không gian nhà nó, cái bề ngang ấy mọi người, nó rất là thoáng. Và phía bên trong đây là có một phòng vệ sinh. Thì đây là phòng vệ sinh của ngôi nhà đây. Với cái không gian phòng vệ sinh thì cũng ánh sáng đầy đủ này. Bồn cầu liền khối này, bát khăn dàn này, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, lavabo bàn đá đó. Căn nhà này hệ thống điện, hệ thống nước lắp đặt đầy đủ rồi, hồ sơ điện, hồ sơ nước chuẩn chỉnh, mọi người chỉ việc dọn đồ về ở ngay, pháp lý chuẩn chỉnh rõ ràng. Giá chào bán 2,450,000,000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu và với cái căn nhà này thì quý vị chi trả trước cho Ngọc Ánh có thể là 1 tỷ đồng tiền mặt thôi, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất rất là ưu đãi. Hiện tại bên BIDV đang cho khách hàng vay mua nhà chỉ có lãi suất là 7,2% một năm đầu thôi mọi người ạ. Nếu mà cái phần ngân hàng thì mọi người vui lòng liên hệ với em để em có thể tư vấn cụ thể và kỹ hơn cho mọi người nha. Cửa thông phòng đây mọi người có thể nhìn thực tế nó là cửa gỗ và có điểm thêm một cái khung kính nữa đó. Đây là tầng 4 của ngôi nhà, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà đây. Như quý vị nhìn thực tế ở đây, nó là toàn bộ là thiết kế là gỗ lim, mặt bậc cầu thang đây toàn bộ là ốp đá đen cổ trắng mọi người nha. Và mời mọi người theo em xuống phía dưới tầng 3 của ngôi nhà nha. Hôm nay review lại lạ lạ cho nên quý vị thông cảm giúp em nha, xem là mọi người đỡ nhàm chán hơn nhá. Cô chú, quý vị, anh chị thì cứ cân đối cho em bởi vì em vẫn cứ là review cụ thể và chi tiết nhất cái vị trí đường hướng giá cho mọi người. Mọi người hãy cân đối xem thật là kỹ video trước khi mà đi xem nhà thực tế nha. Đây là phía tầng 3. Đó, tầng 3 cũng được thiết kế tương tự như là tầng 4 thôi. Phòng ngủ rất là vuông, dễ dàng kê đồ nội thất.
Tất cả các phòng ngủ đều có ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, cửa sổ thông thoáng hai bên, thiết kế hai lớp, bên ngoài là lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Đồng thời trong phòng ngủ thì được thiết kế hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng. Đây, phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 3 đây. Mời ạ. Thiết kế như tầng 4, đó. Đầy đủ hệ thống sen cây, vắt khăn dàn và cái ống chờ nắp bình nóng lạnh, cửa sổ lấy ánh sáng. Vị trí này thì nó gần với lại ngay chợ tổ 11 đấy mọi người. Nó cách với lại tổ dân phố chợ tổ 11, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 50m thôi. Rất là thuận tiện. Đây, cửa thông phòng. Tiếp theo, mời người theo em xuống phía tầng 2 ngôi nhà. Hồi anh đang trên đường từ phía tầng 3 xuống phía dưới tầng 2 mọi người ạ. Thì tầng 2 cũng được thiết kế tương tự như tầng 3 và tầng 4 như vậy. Với cái căn nhà này thiết kế là 5 tầng thì có 3 phòng ngủ riêng biệt. Đó, đây là phòng ngủ ở phía dưới tầng 2. Đó. 3 phòng ngủ riêng, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi. Thiết kế cũng khá là hợp lý. Phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 2 đây mọi người ạ. Cũng giống hệt như tầng 3, 3 phòng vệ sinh đầy đủ hệ thống nội thất cũng như là thiết bị vệ sinh cho quý vị sử dụng, đáp ứng hoàn toàn cho quý vị cái công năng của mỗi một tầng. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và cuối cùng mời mọi người theo em xuống phía dưới tầng 1 của ngôi nhà. Đây là phía tầng 1 của ngôi nhà rồi quý vị ơi. Đó. Hệ thống tay vịn cầu thang như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, mặt bậc của bậc cầu thang. Và tầng 1 của ngôi nhà thiết kế như thế nào ạ? Đây là phần phòng bếp. Với cái phần phòng bếp rất là rộng. Tủ bếp thiết kế là gỗ oan cường. Mặt bếp ốp đá đen granite, xung quanh bếp ốp gạch bông. Phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, lắp đặt đầy đủ, hệ thống nước đã có, điện đã có. Nước sạch sử dụng là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Tiếp theo, tầng 1 còn có một phòng vệ sinh. Với cái phòng vệ sinh thì đáp ứng cho quý vị được cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng sử dụng cho 5 tầng của ngôi nhà. Phần còn lại, đây chính là phần phòng khách. Toàn bộ phần phòng khách cũng được chủ đầu tư thiết kế cho mình hệ thống trần thạch cao, cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp. Đây, bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính. Với căn nhà được xây dựng độc lập, mặt tiền 4,5m, mặt hậu 4,5m vuông vắn, chiều dài của nó là 6,8m. Ngõ thông nhưng mà ô tô không đi qua mọi người nhá. Cho nên quý vị cứ có thể cân nhắc. Giá chào bán Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người 2.450.000.000 bao toàn bộ phí thuế sang tên, có trả vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.